Nando Contraction, uy tín, trí tuệ là tồn tại. Công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Thành Đô, tiền thân của Thành Đô Group, được sáng lập vào năm 2002 với sự điều hành của ông Phạm Quốc Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc công ty. Mục tiêu hàng đầu của Thành Đô là cung cấp các sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trong các lĩnh vực thiết kế xây dựng, bất động sản, dịch vụ du lịch, v.v. Về lĩnh vực thiết kế xây dựng, sự thành công của đơn vị đã và đang là mơ ước của nhiều doanh nghiệp với hàng loạt các dự án công trình lớn đã và đang được thực hiện trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Đồng thời, Thành Đô đang được cấp phép khai thác mỏ cát tại tỉnh Vĩnh Long với diện tích 41 hectare để cung cấp nguồn vật liệu cho các công trình dự án của công ty và các công trình khác. Lĩnh vực bất động sản, Thành Đô Group đang triển khai dự án khu dân cư Bình Chánh tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 10.000 m2. Dự án bất động sản thứ hai Thành Đô Group đang triển khai trong giai đoạn 1 tại khu đất 16 hectare, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với 50 căn hộ vườn diện tích mỗi căn lên đến 500 m2, gồm nhà biệt thự, khu sân vườn, hồ bơi. Bên cạnh đó còn có các khu phức hợp tiện ích mà Thành Đô đang triển khai trong khu dự án như trạm dừng chân, sân tennis, khu vui chơi giải trí, v.v. với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng. Về lĩnh vực dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái Thành Đô An Giang có diện tích 160 hectare với nhiều khu vực được thiết kế hiện đại như khu biệt thự nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, v.v. Khu du lịch thứ hai đang triển khai xây dựng có diện tích 91,5 hectare thuộc xã Vĩnh Tế, cách chùa Bà Châu Đốc 6 km. Đây sẽ là khu du lịch sinh thái tái hiện nghề trồng lúa nước, nông sản sạch và các trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao cùng với các hoạt động đánh bắt và trải nghiệm thú vị. Thành Đô được chứng nhận sự phù hợp của sở SAS ANZ ISO 9001 phiên bản 2015 và là doanh nghiệp phát triển vững mạnh năm 2015, doanh nghiệp xuất sắc 2014, thương hiệu xuất sắc 2016, bảng vàng vinh danh nhà lãnh đạo tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh, doanh nhân xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một trong 82 nhà lãnh đạo tiêu biểu, doanh nhân xuất sắc 2016, top 100 doanh nghiệp tiêu biểu 2016 và nhiều giải thưởng cao quý khác. Thành Đô Contraction, uy tín, trí tuệ là tồn tại.